Ok, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chương số 3, Carbon Slick. Đọc cái bài đầu tiên đó là Carbon. Trong bài học này chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất chúng ta nghiên cứu là khái quát về Carbon và Slick. Nhóm Carbon Slick hay nói khác là nhóm 4A. Gồm có các nguyên tố đó là Carbon, Slick, Germany, Thiết và Chì. Được chưa? Đọc câu dễ nhớ là chú sĩ, rồi em, sang nhậu, phở bò. Thì trong năm thằng này thì carbon và silic của chúng ta là phi kim, còn germanium, thiết và chì chúng ta là kim loại. Vì số oxy hóa của các nguyên tố thấp nhất là trừ 4 và cao nhất là dương 4, cái thằng này đúng với carbon và silic. Chúng ta chỉ nghiên cứu carbon silic thôi, còn germanium, thiết và chì chúng ta không nghiên cứu. Về cấu hình A lớp ngoài cùng thì nó có dạng là NS2, NP2. Trong một nhóm mà chúng ta đi từ trên xuống dưới, đi từ carbon cho đến chì, thì ba khử bán kim tăng, ba dơ tăng, khử tăng, bán kính nguyên tử tăng và tính kim loại tăng. Còn giảm chúng ta là phi kim, độ ẩm điện và tính oxy hóa. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm câu đầu tiên nè. Ví dụ 1. Trong nhóm 4A thì chiều tăng dần điện tích hàng nhân Z, thì nhận định nào sau đây là sai? Nhóm 4A này là chú sĩ gọi em sang nhậu phở bò. Đi từ đây xuống dưới này, đây là cái yếu tố tăng này gồm có này, đó là ba khử bán kim tính 3 giờ này, khử này, bán kính nguyên tử này và kim loại. Nếu không có mấy thằng tăng này thì còn lại là giảm, độ ẩm điện giảm dần, đúng này, vì nó không có nằm trong phần tăng. Tính phi kim giảm, tính kim loại tăng, đúng nè. Bán kính nguyên tử giảm, sai, bán kính nguyên tử tăng. Số oxy hóa cao nhất là dương 4, đúng. Như vậy câu sai ở đây là câu C. Rồi, chúng ta đến ví dụ 2. Những nguyên tố chi thiền tính khử ở trạng thái đơn chất thì nó là kim loại em ha. Đây, thì chúng ta nhớ này, carbon và silic này, thiết nè, chú sĩ gọi em sang nhậu phở bò, được chưa? Mấy thằng này là kim loại thì thấp nhất nó là không này, cao nhất là dương 4 này. Thấp nhất là trừ 4 này, cao nhất là dương 4 này. Như vậy đây là chất khử này, đây là chất oxy hóa này. Những nguyên tố chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất, đây thiết và chì, câu C. Còn đối với carbon và silic á, thì nó số xoá nó trung gian là nằm giữa trừ 4 và cộng 4, thì thằng này là chất gì? Vừa oxy hóa vừa khử. Chúng ta đến ví dụ 3 nào. Các bạn tải file về giúp thầy với. Cho các phát biểu sau. Trong nhóm 4A đi từ carbon cho đến chì thì tính kim loại tăng dần. Chúng ta xem thử. Từ carbon cho đến chì tính kim loại tăng, đúng. Nhóm 4A chỉ chứa các phi kim, sai. Phi kim là chỉ có carbon và lưu huỳnh thôi, còn mấy thằng dưới là kim loại. 3. Các nguyên tố nhóm 4A tạo hợp chất khí với hydro có dạng là RH4 và độ bền của hợp chất này tăng dần từ carbon đến chì, sai. Cái thằng mà tạo dạng RH4 này chỉ dành cho phi kim thôi, đó là CH4 và SiH4, còn mấy kia không có. Như vậy thằng này phải là giảm dần mà đúng, sai. 4. CH4 là hợp chất hữu cơ có tên gọi đó là khí metan, đúng. Bây giờ chúng ta chọn ở đây có hai ý đúng, chọn có B. Rồi, chúng ta nói về cái vấn đề thứ hai, đó là vị trí và thang sơ số của carbon. Cái yếu tố này quyết định tới 3 bài. Bài thứ nhất là bài carbon, bài thứ hai là carbon dioxide và cuối cùng là carbon oxide. Về sơ số về carbon này, carbon chúng ta có số hiệu bằng 6 với câu hình này, 1s2, 2s2, 2p4. Vị trí thì nằm ở ô số 6, chu kỳ 2, vì lớp lớn nhất là lớp 2. Nhóm ở đây là nhóm 4A vì tổng hai trong lớp ngoài cùng là bằng 4. Và nó là một phi kim. Về số hữu số của carbon này, đây, thấp nhất là trừ 4 này, cao nhất là dương 4 này. Nếu nằm đây thì nó là chất khử này, mà nằm đây nó là chất oxy hóa này. Còn nằm ở trung gian này thì vừa ô xóa vừa khử, được chưa?
Chúng ta đang nghiên cứu về carbon. Carbon chúng ta số xóa là không, có thể tăng lên được dương 2 hoặc dương 4 và đồng thời có thể giảm xuống trừ 4. Như vậy khi chúng ta tăng lên thì đóng vai trò là chất khử này, còn khi giảm xuống thì đóng vai trò là chất oxy hóa này. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến ví dụ 4 nè. Số oxy hóa của carbon trong hợp chất này lần lượt là oxy là trừ 2 này, để tổng bằng 0, thằng này cộng 2 này. Oxy là trừ 2, trừ 2 nhân 2 là trừ 4 này, để tổng bằng 0, đây cộng 4 này. Nhôm ở đây là cộng 3, thì carbon đây là trừ 4 này. Được chưa? Như vậy số xóa lần lượt là dương 2, dương 4 và trừ 4, đúng là câu A. Chúng ta đến 3.1 này. Chúng ta nói về tính chất hóa học của carbon. Đây, carbon chúng ta như đã phân tích về số oxy hóa thì nó là không, nó nằm ở giữa trừ 4 và cộng 4, do đó nó thể hiện hai tính chất, đó là tính khử và tính oxy hóa. Đầu tiên chúng ta khảo sát 3.1 tính khử. Tính khử của carbon khi và trừ khi nó tăng từ 0 lên dương 2 hoặc là tăng từ 0 lên dương 4. Được chưa nè? Tính khử này được thể hiện qua các phản ứng đầu tiên mình khảo sát, đó là tác dụng oxy. Carbon tác dụng oxy để tạo ra CH4, sau là CO2. Đây, trong phản ứng này thì carbon chúng ta tăng từ 0 lên dương 4 và đồng thời giảm xuống từ 0 xuống trừ 2. Như vậy trong trường hợp này đây là chất khử và đây là chất oxy hóa. Được chưa nè? Bạn biết là khi mà chúng ta đốt cháy carbon, được chưa, mà trong môi trường thiếu oxy thì chính cái khí CO2 này sinh ra, nó sẽ tác dụng với carbon để biến thành CO. Được chưa nè? Ở đây chúng ta thấy này, ở đây nó là giảm là chất oxy hóa này, carbon đây là tăng này. Được chưa? Đó, cái đó là gì? Cái đó do đó hỗn hợp, khi cho carbon tác dụng với oxy thì chúng ta có thể thu được hỗn hợp hai khí, đó là khí CO2 và khí CO. Được chưa em ạ? Chúng ta đi cân bằng vấn này nè, thì đặt đây hai, đây hai. Khí CO là khí không màu, không mùi, không vị. Được chưa? Khí CO là khí không màu, không mùi, không vị. Được chưa nè? Nhưng mà nó là một khí độc, CO là một khí độc, không mùi là không người thấy được, không vị mà không ném được. Được chưa? Như là không màu, không mùi, không vị, không thấy được nó, thì thằng này được gọi là sắc thủ vô hình. Được chưa nào? Đây em ơi, cái khí CO trong thực tế của chúng ta sinh ra từ quá trình chúng ta đốt củi này. Được chưa? Đốt củi mà trong môi trường là thiếu oxy thì nó sinh ra khí CO, hoặc là quá trình mà chúng ta dùng máy, được chưa, máy dầu á, để chúng ta làm điện, được chưa, hoặc là trong cái quá trình đốt cái bình ga vân vân. Nói chung là trong trường hợp này nó rất là nhiều thứ để sinh ra khí CO. Được chưa? Đặc biệt là những cái lò mà người ta sấy cầu đấy em, là người ta dùng than tổ ong để đốt, cái lượng này sinh ra khí CO rất là nhiều luôn. Chúng ta đến cái phần B là tác dụng với chất oxy hóa mạnh như là HNO3, H2S4 đặc nóng và KClO3. Đây là ba chất oxy hóa cực kỳ mạnh luôn. Thì bản chất như sau: carbon chúng ta khi tác dụng sẽ về CO2, còn HNO3 đặc nóng thì sẽ về NO2 và nước. Giờ nhiệm vụ rõ ràng đây. Rồi cân bằng vẫn này. Từ carbon từ 0 lên 4 này, còn nitơ từ 5 xuống 4 này, thì mình có bảo toàn E dành cho carbon và dành cho NO2. Từ 0 lên 4 khoảng là 4 này, từ 5 xuống 4 khoảng là 1 này. Được chưa? 41 là 14 này. Rồi 4C thì đây 4C này, 1C này, 4N đủ này, 4 hydro thì đây 2 nước này. Ok chưa? Tiếp. Rồi chúng ta đến HNO3 loãng. Carbon chúng ta tăng từ 0 lên dương 4, đồng thời nitơ dương 5 xuống dương 2. Em ơi, thằng này tăng này, đồng thời thằng đây là gì? Giảm này. Đây chắc chắn là vẫn oxy cử rồi. Ở đây mình sẽ bảo toàn E cho carbon và cho NO. Từ 0 lên 4 còn có là 4 này. Từ 5 xuống trừ 2 còn có là 3 này. 4 3 bắt chéo là 3 4 này. Được chưa? 3C thì đây 3C đủ này, 4N đủ này, đây là 2 nước đủ này. Rồi chúng ta đến cái trường hợp tác dụng với KClO3, bạn hiểu như thế này. Đây có đun nóng em nha. Đầu tiên là khi đun nóng á, thì KClO3 chúng ta biến thành KCl.
và oxy. Chính cái oxy này sinh ra sẽ đi tới dùng với carbon để biến thành CO2, thế thôi. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến cái trường hợp là khi chúng ta cho H4 đặc tiếp xúc với đường sắt carbonơ. Được rồi. H4 đặc của chúng ta là cái thằng có tính háo nước, được chưa? Do đó đầu tiên thì nó sẽ lấy cái phần tách cái phân tử của sắt carbonơ thành carbon và là nước. Chính carbon này sinh ra sẽ tác dụng với H24 đặc nóng để sinh ra SO2, CO2 và nước. Bản chất đây, H4 đặc nóng thì sinh ra SO2 và nước. Còn carbon thì sẽ sinh ra CO2, thế thôi. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta đến ví dụ 5 nè. Rồi, cho H4 đặc nóng vào đường sắt carbonơ sinh khí sinh ra là, để mời. H4 đặc nóng thì đầu tiên sinh ra carbon. Chính carbon sẽ đi tác dụng bởi H4 đặc nóng sinh ra SO2 và CO2. Câu đúng đây là câu B. Chúng ta đến ví dụ 6. Đây mời. Carbon tác dụng bởi H2O3 đặc nóng. Hỏi X, X vì. Thì giãn lạc ở chỗ này. Thì bản chất là carbon thì sẽ sinh ra CO2. H2O3 đặc nóng thì sẽ sinh ra NO2 cộng cho H2O. Ok. Yêu cầu chúng ta là X và Y. X là CO2, Y là NO2. Có đúng ở đây là câu B. Chúng ta đi cân bằng phản ứng này. Carbon chúng ta đơn chất là không. Nitơ trong H2O3 là dương 5. Đây là dương 4 này. Đây là dương 4 này. Từ 0 lên 4. Đồng thời từ 5 về 4. Thế đây mình sẽ dùng bảo toàn E. Chúng ta giờ bảo toàn E cho mol C và mol NO2. Từ 0 lên 4 khoảng cách là 4. Từ 5 về 4 khoảng cách là 1. Đây. 4, 1 thì chúng ta bắt chéo cho nhau là 1, 4. 1C thì đây 1C đủ nè. 4N thì đây 4N nè. 4 hydro thì đây là hai nước đủ nè. Trong vấn này chúng ta thấy carbon chúng ta tăng từ 0 lên dương 4 là chất khử, thằng này giảm là chất oxy hóa, thế thôi. Rồi, chúng ta đến ví dụ 7 nào. Đơn chất X ở điều kiện thường là chất ở trạng thái rắn được sử dụng làm bút chì, như vậy chắc chắn đó là phải là carbon rồi. Được chưa nào? Như vậy chúng ta loại câu A và câu D. X này là carbon này. Khi chúng ta tác dụng oxy thì thu được khí Y. Khí Y này có thể là CO hoặc là CO2, đúng không? Rồi, như vậy trong trường hợp này mình hiểu như thế này nè. Rồi, tác dụng của thằng này sinh khí Y mà khí Y này phản ứng được với đơn chất X ở nhiệt độ cao, không có oxy thì thu được khí Z. Như vậy trong trường hợp này buộc khí chúng ta phải là CO2, đây là X này, đây là Y này. Bởi vì CO2 chúng ta sẽ tác dụng với carbon trong môi trường không có oxy để tạo ra CO chất độc, bây giờ CO là khí không màu, không mùi, không vị nhưng rất độc. Như vậy đây là Z này. Đây này, con người ta nó độc ở đây tức là khí CO, ok chưa? Như vậy ở đây mình sẽ chọn câu đúng là câu C. Ở đây, thì đây và đây Z đây. Được chưa nào? Rồi chúng ta đến 3.1. 3.1 nè. Chúng ta vẫn tiếp tục phần 3.1 với tính khử của carbon. Chúng ta nghiên cứu phần thứ 3, phần C. Tác dụng với oxit kim loại RHOE. Chúng ta lưu ý cho thầy là không phải là các cái oxit kim loại nào cũng tác dụng, mà hãy nhớ là những kim loại chạy từ kẽm cho đến đồng thì tác dụng này. Giáp, chrome, sắt, niken, thiết, chì và đồng thì tác dụng nha. Bản chất ở đây là carbon sẽ lấy oxy trong oxit để biến thành CO2, còn thằng này sẽ biến về kim loại R. Trong phần này ta thấy carbon tăng từ 0 lên dương 4, đó vai trò là chất khử. Còn kim loại, oxit kim loại, trong này kim loại chúng ta là từ dương 2 y trên x về 0 thì đóng vai trò là chất oxy hóa, được chưa nào? Tính chất thứ tư, tính chất D, đó là tác dụng với nước. Khi người ta cho than nóng đỏ đi qua nước và CO2 thì ở đây chúng ta có 3 phương trình. Và lưu ý các bạn, cái dạng toán này là dạng mà người ta sẽ đánh khá là nhiều em nha. Đây là một trong những dạng toán rất là mới luôn. Rồi nếu mình xác định học hóa để đến năm sau còn có chuyến trường đi thi đại học nữa thì chúng ta học ngay từ bây giờ đi, chứ không bao giờ kịp đâu. Lên 12 thì chúng ta tái hiện khá là nhiều phần vô cơ, đặc biệt là chương chúng ta đang học đây nè. Rồi chúng ta nghe kỹ. Carbon tác dụng được với nước để biến thành CO và hydro, được chưa? Hoặc
hoặc là carbon bạn có thể tác dụng được với nước để tạo ra CO2 và hydro. Như nè, đó là phần của nước. Còn carbon chúng ta tác dụng bởi CO2 thì biến thành CO. Ok, ở đây chúng ta có 3 phương trình. Và những cái bài tập kiểu này thì chúng ta sẽ có học trong có bài là bài khí than ức. Rồi, bây giờ chúng ta làm cho các bạn một số ví dụ để hiểu này. Carbon không phản ứng được khi đun nóng với chất nào sau đây? Rồi em nghe kỹ. Carbon với Fe2O3. Chúng ta nghe kỹ. Fe2O3 chúng ta đi tác dụng với carbon, đúng chưa? Ở đây là nó là oxit kim loại chạy từ kẽm cho đến đồng. Như vậy trong trường hợp này biến thành CO2 cộng cho sắt. Qua tác dụng bỏ Al2O3. Al2O3 là oxit không nằm trong vùng này, không tác dụng chọn B. Câu C này, carbon tác dụng với CO2 để biến thành CO. Carbon tác dụng với hydro để biến thành CH4. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến câu 3.2, phần 3.2. Hồi nãy là mình nghiên cứu về tính khử rồi, bây giờ chúng ta nghiên cứu về tính oxy hóa. Tính oxy hóa của carbon được thể hiện thông qua tính chất là nó giảm từ 0 xuống -4. Được chưa nào? Tính oxy hóa khi nó trừ khi và dự khi nó tác dụng với chất khử. Đây em ơi. Tác dụng bởi chất khử, hai chất khử thường gặp là kim loại và hydro. Đầu tiên chúng ta khảo sát là tác dụng với hydro. Carbon tác dụng với hydro để biến thành CH4. Trong phần này thì carbon chúng ta là từ 0 xuống -4 giảm là chất oxy hóa. Còn hydro chúng ta tăng từ 0 lên 1. Nó là chất khử. Được chưa? Tiếp. Carbon tác dụng với canxi để biến thành CaC2. Thì trong phần này chúng ta thấy là carbon tăng từ sau là giảm từ 0 xuống -1. Và đồng thời canxi chúng ta tăng từ 0 lên -2. Như vậy đây là chất oxy hóa và đây là chất khử. Được chưa? Hợp chất CaC2 này được ứng dụng như sau. Thằng này có tên đó là CaC2 là canxi carbua, hay tên thường gọi của hắn là đất đèn. Được chưa? Đây mời, ứng dụng của đất đèn đây. Đất đèn tức là của CaC2 đấy. Là nó được làm để ủ trái cây giờ nhân chính, nghĩa là bạn biết là nhìn trước đây người ta muốn làm chuối nhân chính thì người ta sẽ làm như sau: người ta bỏ chuối vào một cái bình ni lông, sau đó người ta bỏ ít mực ít đất đèn trong đó thì chuối của chúng ta sẽ chín một cách tự nhiên. Nhưng bây giờ người ta dùng hóa chất nhiều quá, bây giờ cái đối với trường hợp dùng đất đèn thì nó không bị độc hại em nhé. Được chưa nào? À, chúng ta đến cái tính chất tiếp theo đó là phản ứng của carbon với nhôm. Đây, carbon với nhôm này để tạo thành Al4C3. Trong phần này thấy carbon giảm chất oxy hóa. Còn nhôm chúng ta tăng từ 0 lên gì? Lên -3 là chất khử. Như bạn thắc mắc ở chỗ này, thì giờ tính này. À, như bạn thắc mắc ở chỗ này đúng không? Canxi này cộng cho gì? Cộng cho carbon đúng đó là tạo thành Ca này. Thằng này là hóa trị 4, thằng này hóa trị 2 đúng không? Ca2C đúng không? Nhưng mà thực tế là không phải em nha. Thực tế là nó tạo ra hợp chất CaC2 chứ không phải là Ca2C. Cái chỗ này là sai em nha. Hãy nhớ điều đó. Rồi. Cái thằng Al4C3 chúng ta là nhôm carbua, thằng này được ứng dụng rất là quan trọng để điều chế ra metan. Còn thằng này này, canxi carbua là thằng điều chế ra C2H2. Bây giờ thì giải thích rõ luôn. CaC2 này mình đi tác dụng với nước để tạo thành CaOH 2 lần cộng cho C2H2. Tiếp Al4C3 cộng cho nước. Ở đây chúng ta tạo thành AlOH 3 lần tủa cộng cho CH4 đó. Thằng này là acetylen, chúng ta học ở chương trình lớp 9. Còn thằng này là metan. Rồi, chúng ta đến ví dụ chính nào. Ví dụ chính chọn ở nào đây Dương ơi? Carbon, tính oxy hóa carbon được thể hiện ở phản ứng nào? Nó thể hiện tính oxy hóa khi nó tác dụng với chất khử. Và em chọn cho thầy câu nào? Đáp án A thầy.
Thì tính oxy hóa mà em, tính oxy hóa thì nó phải tác dụng với chất khử. Sao qua được? Thì tính Nhầm. oxy hóa mà. Câu nào? Cho lại đi. Câu nào? Ủa, con kẹt con này hay nhờ. Tính oxy hóa carbon được thì ở có phần mà nó tác dụng với chất khử thì em chọn câu nào? C thầy. Làm dưới chân rồi bỏ vậy rồi. Rồi, chúng ta đến ví dụ chính này, nói lại này. Ở trong vấn này chúng ta chỉ cần xác định số xóa carbon thôi, từ 0 đề trừ 2 thì đây cộng 4 tăng, đó là không phải trò là chất khử, sai. Tính oxy hóa là thì là chất oxy hóa thì hiện tính oxy hóa và là chất khử thì hiện tính khử, thế thôi. Đây là 0 này. Đề trừ 2 thì đây cộng 2 này, tăng này, chất khử này. 0 này. Đây là trừ cộng 3 này, trừ 4 giảm này, là chất oxy hóa này. Được chưa? Đây là 0 này. Đây trừ 2 thì đây cộng 2 này. Tăng chất khử này. Được chưa nào? Là chất khử luôn này. Như vậy cũng đúng, ở đây là câu C, thế thôi nha. Rồi, chúng ta đến ví dụ 10. Mà như nào? Carbon vừa thể hiện tính oxy hóa và tiền tính khử ở phần nào? Chúng ta khảo sát câu A đi. Đây đơn chất là 0 này. Canxi là cộng 2, thằng này là trừ trừ 1. Trong trường hợp này carbon như thế nào em? Thưa thầy là thầy hiểu tính oxy hóa. Tiếp tục qua bên này, đây nhất là 0 này. Thằng này là cộng 1 này, để tổng bằng 0 thì thằng này trừ 4 này. Thế tính gì? Oxy hóa. Ok, tiếp tục. Đây 0 này. Đây là cộng 4 này, đây cộng 2 này. Nó giảm chưa? Nó tăng chưa? Dạ rồi, Giảm chọn chưa? oxy. Ok, như vậy trong này thấy carbon ở đây là tăng, carbon đã giảm. Như vậy nó là vừa oxy hóa vừa khử, chọn câu C. Câu D, 0 này. Đây là cộng 3 này, thì đây trừ 4 này. Thì trong này thấy carbon như thế nào? Giảm. Thưa thầy giảm Chắc gì? chất oxy hóa. Ok, vậy thôi. Chúng ta đến ví dụ 11. Cho carbon lần lượt tác dụng bởi các chất ở điều kiện thích hợp. Số phản ứng carbon đóng vai trò là chất khử. Carbon đóng vai trò là chất khử khi và chỉ khi nó tác dụng bởi chất oxy hóa. Đây mời. Hay nói khác là nó bỏ đi chất khử. Bỏ đi chất khử thì chỉ bỏ nhôm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chứng minh carbon tác dụng với nước của chúng ta là sẽ ra hai phương trình, sinh ra khí CO và hydro, hoặc là carbon tác dụng với nước để tạo ra CO2 và hydro. Cái thứ hai đó là CuO cộng cho carbon để biến thành Cu cộng cho CO2. Cái thứ ba đó là carbon tác dụng bởi H2NO3 đặc. Thì carbon sẽ biến thành CO2, thằng này biến về NO2 cộng cho H2O. Được chưa? Chúng ta đến số 4 nào. Rồi, carbon tác dụng bởi H2S4 đặc. Mấy cái vật này để hay khai thác lắm em ơi. CO2, SO2 cộng H2O. 5. Carbon để tác dụng bởi KClO3. Thì tôi giải thích lại nha, chỗ này. KClO3 chúng ta dưới tác dụng nhiệt độ thì nó biến thành KCl cộng cho oxy. Chính cô oxy này sinh ra tác dụng với carbon để biến thành CO2. Rồi, tiếp tục. Cái 6. C tác dụng với CO2 để biến thành CO. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến ví dụ 12. Carbon phản ứng được với tất cả các chất ở nhóm nào dưới đây? Carbon tác dụng được với F2O3, được, bởi vì F2O3 là oxit chạy từ dưới N cho đến CO. Chúng ta coi lại lý thuyết. Đây mời. Đây này, nó nằm ở cái tính chất C này, ở chỗ khử này, được chưa? Như vậy thỏa mãn nè. Carbon tác dụng được với CO2 để biến thành CO. Carbon tác dụng được với hydro để biến thành CH4. Và carbon tác dụng bởi H2O3 đặc để biến về NO2, CO2 và H2O. Như vậy A được nè. Câu B thì Al23 là oxit không tác dụng. Câu C cũng vậy. Và câu D cũng vậy. Được chưa? Ngoài ra thì câu D chúng ta là carbon không tác dụng được với CO2,
CO được chưa nè? Vì sao giải thích nè. Chúng ta hiểu nha. Đây số xóa carbon là không nè, cao nhất ở đây là dung 4 nè. Nha. Ở giữa này có trung gian là 2 nè. Đây trừ mấy? Trừ 4 nè. Như vậy carbon ở đây, CO2 ở đây, CO ở đây. Như vậy carbon thì tác dụng được với CO2 để biến về CO, về số xóa trung gian. Nhưng CO và carbon thì không tác dụng với nhau vì giữa hai thằng này không có số xóa trung gian, được chưa? Em hiểu không ạ? Mày thôi, rất là đơn giản. Rồi, chúng ta đến 4.1. Tính chất vật lý và các dạng thù hình của carbon. Rồi, chúng ta đến mục A nhỏ là các dạng thù hình của carbon. Em ơi, carbon chúng ta có tất cả là 4 dạng. Đó, đầu tiên là kim cương. Cái thứ hai là than chì. Cái thứ ba là carbon vô địa hình. Và cuối cùng là fullerene. Về cấu trúc này, cấu trúc của tinh thể kim cương này, được chưa? Tinh thể này là trong suốt, không màu, không dẫn điện, không dẫn nhiệt, được chưa? Không dẫn điện, dẫn nhiệt kém và rất cứng, được chưa? Có bạn biết là Nam Phi, được chưa? Nam Phi là quốc gia mà có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới. Rồi, tiếp tục than chì này, than chì gì? Đây này, đây là cấu trúc đặc khích này, còn đây là cấu trúc lớp này. Đây, nó là những tinh thể màu xám đen có tính có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, được chưa bạn? Và nó mềm. Tiếp tục, carbon vô định hình, đây gồm có các loại như là than gỗ này, than xương này, than muội này, vân vân này. Cấu tạo của nó là cấu tạo xốp, có khả năng hấp thụ các chất khí và tan được trong dung dịch. Chính vì điều này là carbon của chúng ta có tính hấp thụ, do đó bạn biết là những cái khẩu trang y tế mà màu màu xám đấy hả, là nó có carbon có tính than hoạt tính. Được chưa nào? Fullerene em ơi, có cấu trúc hình cầu rỗng gồm 32 mặt với 60 đỉnh, là có 6 và là có 60 nguyên tử carbon trong này. Ok, đó là một những điều chúng ta cần biết. Chúng ta nghiên cứu phần B, các loại than mà chúng ta trong thực tế này. Than ở đây chúng ta sẽ có, đó là đây là các dạng vô định hình của carbon, gồm có than gỗ. Than gỗ được khai thác từ đâu em ơi? Than gỗ được khai thác từ quá trình mà người ta đốt cây á, được chưa? Bằng người ta lấy cái than đó để làm than gỗ. Cái thứ hai là than hoạt tính. Than hoạt tính thì bạn biết là nó nhiều nhất ở trong sơ dừa, được chưa? Trong sơ dừa và cây dừa đó, cây dừa chúng ta là có than hoạt tính em nha. Cái ba là than cốc. Than cốc này thì trong thực tế chúng ta được ứng dụng nhiều nhất là để nó để là làm luyện kim em nha. Mấy cái chỗ xưởng xưởng luyện kim thì nên dùng than cốc bởi vì nhiệt độ của thằng này khá là cao. Cuối cùng là than bụi. Than bụi của chúng ta là gì? Than bụi chúng ta được điều chế bằng cách đó là đốt cháy carbon, được chưa? Để biến thành carbon và đốt cháy hydrocarbon để biến thành carbon và nước. Nè em ơi, vận dụng này. Than hoạt tính là làm chất hấp thụ. Than hoạt tính là làm chất hấp thụ này, làm mặt nạ phòng độc, làm khẩu trang y tế và lọc nước. Bạn biết là những cái khẩu trang y tế mà có màu xám như thầy này thầy nói đó là được ứng dụng để làm than hoạt, để làm cái tính bảo vệ, bây giờ lọc nước. Bạn biết trong những cái máy lọc nước thì chúng ta có thể dùng than hoạt tính để lọc được, hoặc là nhờ khi mà cơm mình nấu cơm mà bị khê đem là mình bỏ than hoạt tính vào, thì cái than hoạt tính này giúp cho cái mùi khê nó sẽ giảm bớt đi, được chưa? Chúng ta đến than muội. Than muội là lầm mực in, ví dụ như mực mà chúng ta mình in chỗ mấy quán photo đó là than muội, được chưa nào? Xi đánh giày, chất độn trong công nghiệp đây em ơi, đây là than bụi này. Bạn, chúng ta đến than chì. Than chì được làm bút chì, chế tạo điện cực than chì. Và bạn biết là than chì này cực kỳ độc. Do đó là khi cô giáo dạy mình á, thì cô giáo kêu là không được ngậm bút chì, vì ngậm bút chì thì nó có độc độc tố. Tiếp tục, than cốc. Than cốc là làm chất khử trong luyện kim.
Đó, ví dụ như quá trình mà bạn biết là ở trong khu công nghiệp mình á, có một cái xưởng đó là đắp thép, ngày trước là thầy được có dạy cho con người ta, được chưa? Thì cái xưởng này là chuyên để đúc đồ gang thép. Rồi, chúng ta đến 4.3, trạng thái tự nhiên của carbon. Đây bây. Carbon chúng ta trong thực tế thì nó tồn tại hai dạng, đó là dạng tự do. Dạng tự do thì dạng kim cương và than chì, được chưa? Rồi, cái dạng hợp chất thì nó nằm trong các khoáng vật như là khoáng vật canxit, được chưa? CaCO3. Khoáng vật dolomit CaCO3 ngậm MgCO3 hoặc khoáng vật magiexic MgCO3, được chưa nào? Cái thứ hai là nó nằm ở trong các mỏ than và dầu mỏ, đây ơi. Như than là anthracite, được chưa? Than đá. Và chúng ta biết là than chúng ta còn nằm ở trong các tế bào. Được chưa? Rồi xin lỗi, carbon chúng ta còn nằm trong các tế bào. Trong tất cả các tế bào chúng ta đều có chứa carbon, nguyên tố carbon nhé. Như là tế bào và màng tế bào này, bạn học sinh nào cũng biết điều này rồi. Rồi, đây mình nói về kim cương này. Kim cương chúng ta được ứng dụng đó là làm đồ trang sức, được chưa? Và làm các kính thủy tinh. Và nhớ là thầy là quốc gia mà nhiều kim cương nhất thế giới là quốc gia Nam Phi. Được chưa? Rồi, bây giờ ví dụ 13 mấy đứa chọn cái gì đây? Mười chi coi em chọn cái gì. Dạ. Đúng rồi, chính xác. Nghe kỹ nha. Loại than có khả năng hấp phụ khác với hấp thụ em nha. Hấp phụ có nghĩa là nó giữ lại chứ không phải không xảy ra phản ứng, còn hấp thụ là có xảy ra phản ứng nha. Sau này chúng ta có hai từ đó là hấp phụ là không có phản học, còn hấp thụ thì có. Than này được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc và công nghiệp hóa chất, và trong y học thì nó gọi là than hoạt tính, được chưa? Ứng dụng của than chì là gì? Ứng dụng của than chì là làm cầu chì, được chưa? Làm điện cực than chì, làm bút chì, vân vân, được chưa nè? Than cốc, ứng dụng của than cốc là dùng để luyện kim, rồi được chưa nè? Ứng dụng của than gỗ là dùng để nấu ăn. Rồi câu 14 nào, ví dụ 14, kim cương, fullerene, than chì và than vô định hình là các dạng. Em ơi, đây là các dạng thù hình của carbon. Thù hình là khác nhau về hình dạng nha. Không có khái niệm đồng hình. Đồng vị thì không phải, đồng vị là carbon có hai đồng vị, carbon 12 6 và carbon 13 6. Đồng vị là cùng số hiệu, tức là cùng Z. Đồng phân thì chúng ta sẽ được học trong phần hữu cơ. Còn đối với phần này thì chúng ta không có khái niệm về đồng phân. Ok, bây giờ mình coi lại cho thầy cái câu hồi nãy có một hình như có một câu mình làm bị nhầm hay sao em ơi. Đây này, cái câu gì đây này, đây là cái thử nha. Nó đóng vai trò là chất thử. Ở đây mình kiểm tra cái vị trí của nước giúp thầy coi thử. Đây là không đúng không? Không thì thằng này trừ 2 thì thằng này lên là cộng cộng 2. Đúng rồi chứ nhỉ? Như vậy không có sai nha. Thằng nó bị sai.